Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Thầy Phạm Quốc Toàn. Đợt tới thì kênh của Thầy Phạm Quốc Toàn sẽ ra một cái chuyên đề rất là hot, hy vọng rằng sẽ giúp cho những học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở yêu thích môn vật lý hơn. Đó chính là cái chuyên mục là vật lý, tức là các kiến thức vật lý từ cuộc sống. Thực ra là cái chuyên mục này đã được trao đổi rất là lâu rồi, không có gì mới mẻ cả. Nhưng Thầy Toàn muốn nói đến cái ngọn nguồn của cái câu chuyện từ cái kiến thức vật lý đó ra cuộc sống như thế nào, hoặc là kiến thức vật lý đó ở trong cuộc sống nó biểu hiện ra sao, cũng là cái kiến thức mà cái gọi là cái kinh nghiệm của chúng ta trong cuộc sống, nhưng là sẽ nêu tên cụ thể nó ra, đấy là kiến thức vật lý gì. Và khi các cụ hay là những mọi người bình thường hay hay ứng dụng vật lý đó đã sử dụng đến khía cạnh nào của vật lý, tức là khai thác các yếu tố vật lý để phân tích rõ cái chuyện là ứng dụng của nó rộng rãi như thế nào cho cuộc sống. Và đặc biệt hơn nữa là Thầy Toàn muốn nói đến cái nguồn gốc, cái ngọn nguồn của câu chuyện là cái lịch sử ra đời của những cái đơn vị kiến thức đó, nó thú vị như thế nào để chúng ta có một cái góc nhìn nó thực sự là ý nghĩa môn vật lý khi chúng ta học cái môn này trên ghế nhà trường. Đó, hy vọng rằng các bạn sẽ ngày càng hứng thú hơn và thấy rằng là môn này có ích trong cuộc sống, chứ không phải là học chơi chơi, học chỉ để thi, học có ứng dụng ra cuộc sống và từ những cái kiến thức khá là đơn giản. Ví dụ như thế này. Ví dụ như là nhìn vào cái hình ảnh này, chúng ta biết ngay đó là một cái môn thể thao, các môn thể thao. Đúng không? Và nhìn vào đây chúng ta nghĩ ngay đến cái loại cái đơn vị kiến thức đó là lực. Lực nào làm cho người ta bật nhảy tốt? Lực nào làm cho người ta đánh bóng khỏe mạnh, đúng không? Ai ai cũng biết đấy là lực rồi. Đúng không? Nhưng mà không biết lực là gì. Được chưa? Hoặc là hình ảnh có nam châm hình chữ U hút các viên bi thép. Hoặc là hình ảnh là đội kéo co. Cái trò chơi kéo co là đi chơi. Hoặc là team building nào cũng nói đến kéo co. Cứ một cái sự kiện nào liên quan đến đội nhóm là chúng ta nghĩ ngay đến trò kéo co và rất là vui. Chưa bao giờ kéo co buồn cả, lúc nào cũng thấy vui và lặp đi lặp lại rất là nhiều lần vẫn hứng thú. Thế thì trong có đó có yếu tố gọi là lực và cân bằng lực, đúng không? Rồi là kéo một vật nào đó trên mặt sàn làm thế nào để cho nó dễ di chuyển. Rồi các cụ ngày xưa ở trong cuộc sống đã di chuyển một vật có khối lượng rất lớn như cái bể, như một ngôi nhà hay là một cái chậu cây được di chuyển như thế nào là nhẹ nhàng nhất. Rồi nó liên quan đến lực ma sát trượt, lực ma sát lăn, rồi liên quan đến các dụng cụ cơ học, máy cơ đơn giản mà chúng ta học ở trung học cơ sở, đó là đòn bẩy, dòng dọc, mặt phẳng, nghiêng, vân vân. Thế thì chúng ta trả lời câu hỏi lực là gì. Nhìn vào đây đã biết là lực rồi, nhưng mà lực là gì? Từ đó các em sẽ khi đã trả lời được ý này thì chúng ta sẽ biết được là sẽ học học các kiến thức liên quan đến lực như thế nào, trả lời các câu hỏi nào sau khi chúng ta học một bài học thì chúng ta nhớ kiến thức lâu nhất. Thế thì lực ở lớp ở trung học cơ sở lớp 6, lớp 8 cũng có, nhưng mà đến lớp 10 cũng cũng nói vậy, nó từng cấp độ nó khác nhau chỗ nào đó. Ở đây chúng ta nói đến nhìn vào đây chúng ta đã biết được lực các một số cái lực, ví dụ như là em bé tác dụng lên lên cái xe đẩy, lực của người mẹ đẩy em bé, lực của cái bánh xe lên trên mặt đường, vân vân. Tóm lại có lực, đấy chính là cái lực cơ học. Vậy lực là gì? Đôi khi chúng ta trả lời xong câu hỏi chúng ta cũng chưa hiểu thì thầy sẽ phân tích thêm, đúng không? Ví dụ người ta định nghĩa lực là tác dụng kéo hoặc đẩy của vật này lên vật khác. Dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng chỉ ra được là đó là lực kéo hay lực đẩy, hoặc là tất cả các lực trong cuộc sống này khi các em liệt kê bất kỳ một lực nào đó thì thầy đều liệt kê được phân vào nhóm là kéo hoặc đẩy. Ví dụ thầy đang cầm cái bút, đang cầm cái bút máy chiếu. Thế thì ở đây là gì chứ? Lực đẩy. Đúng không? Nó tự kéo kéo một cái rèm xuống. Đấy là lực kéo. Kéo co.
là lực kéo, đẩy một cái tổ, lực đẩy, tất cả các loại đều liệt kê vào lực đẩy hoặc kéo, quay trở lại các hình ban đầu. Đây là đẩy, đúng không? Đánh tennis là đẩy, đập bóng là đẩy, đây là kéo, đây là kéo, đây là hút cũng là kéo luôn. Vậy chúng ta chỉ có thể, đều có thể liệt kê vào hút hoặc đẩy, đúng không? Như thế là định nghĩa rất dễ dàng là sự kéo hoặc đẩy của vật này lên vật khác, là tác dụng kéo hoặc đẩy của vật này lên vật khác. Vậy câu chuyện là khi học lực chúng ta cần quan tâm đến những thông tin gì? À, cũng là lực kéo đó, nhưng mỗi người kéo một kiểu. Tôi kéo thẳng xuống dưới, tôi kéo ngang, tôi kéo dưới lên, rồi là tôi kéo hai tay, tôi kéo một tay. À, vậy khi nói đến lực chúng ta cần quan tâm đến, à, cái điểm đặt là cái vị trí tay chúng ta cầm, hoặc là vị trí cái búa chạm vào mặt sàn chẳng hạn. Quan tâm đến điểm đặt là vị trí chúng ta đặt, chúng ta tác dụng lực vào. Rồi là chúng ta quan tâm đến gì? Đến cái đường mà chúng ta kéo hoặc đẩy, người ta gọi là phương. Rồi là kéo theo hướng nào, về phía nào, tức là chiều, về phía nào là chiều, đúng không? Cũng là theo phương ngang, nhưng lại gần chúng ta là kéo về từ trái qua phải, hoặc là từ phải qua trái, cũng là kéo khác nhau, đúng không? Rồi là kéo với lực lớn hay là nhỏ. Đó, chúng ta đều quan tâm, cho nên bao giờ cũng trả lời được nó đặt ở đâu, phương chiều nào, độ lớn ra sao. Lên lớp 10 chúng ta có khái niệm vector thì chúng ta mới khẳng định, à, những anh có cả tất cả các đặc điểm này gọi là đại lượng vector. Đại lượng vector chứng tỏ chẳng qua là đi tìm tất cả các đặc điểm, điểm đặt, phương chiều và cường độ. Đấy là ý quan trọng nhất. Ý tiếp theo là chúng ta cần quan tâm đến, à, thế thì đo lực bằng gì? Dụng cụ đo đấy. Trong vật lý chúng ta cần quan tâm đến dụng cụ đo. Đó chính là lực kế. Kế là dụng cụ. Kế là dụng cụ. Lực là lực, đo lực gọi là lực kế. Ẩm kế đo độ ẩm. Phong kế là đo tốc độ gió. Tốc kế là đo vận tốc. Ampe kế là đo ampe. Mỗi mẹ kế là không phải rồi. Kế đấy là thay thế. Mỹ nhân kế, kế đấy là phương án, cách thức, không được. Kế ở đây là dụng cụ đo, nói vui thế thôi. Ta cần quan tâm đến đơn vị đo nữa. Và ký hiệu, đại lượng này ký hiệu là gì? Chúng ta hay nhầm lẫn giữa ký hiệu và đơn vị. Ký hiệu là F, đơn vị là Newton. Và hôm sau chúng ta sẽ có một video nói rất chi tiết những cái thông tin về nhà bác học cực kỳ nổi tiếng, đặt nền móng cho cái nền vật lý cổ điển, đó chính là nhà bác học Newton, Isaac Newton. Thầy sẽ có những cái video ngắn phân tích nói chuyện đến một về thông tin về nhà bác học này, và đặc biệt là những cái thông tin liên quan đến sự kiện quả táo rơi, khám phá ra định luật nổi tiếng ghi dấu ấn của ông, đó là định luật vạn vật hấp dẫn. Chúng ta lại cùng quan sát một trong những cái điều cần quan tâm khi học vật lý, đó là quan sát những hiện tượng vật lý có liên quan để chúng ta nhớ. Ví dụ như thầy muốn nói là, à, trong tất cả các ví dụ liên quan lực, thầy đều chỉ được ra đó là kéo hay đẩy. Ví dụ đây là đá là đẩy, đúng không? Hoàn toàn có thể xác định được điểm đặt, hoàn toàn có thể xác định được phương, chiều và độ lớn. Độ lớn thì chúng ta ở đây là ước lượng thôi, còn đo phải có dụng cụ đo đàng hoàng. Ví dụ là Messi sút phạt này thì chắc chắn điểm đặt ở quả bóng. Phương là xiên, xiên như thế nào thì tùy từng trường hợp, đúng không? Chiều hướng về phía khung thành, ví dụ thế. Độ lớn có một lực áng chừng được. Thế thì với ví dụ bất kỳ nào, quả bóng hoặc là đánh cầu lông, đây là vẫn là đẩy, đúng không? Rồi là điểm đặt, phương chiều hay độ lớn, đây cũng là lực đẩy, đúng không? Chưa kể là phân tích được cái lực đạp ở mặt đất tác dụng lên cầu thủ để bật lên nữa cơ. Đều chỉ được các đặc điểm đó. Như thế là chúng ta đã hiểu được lực một cách dễ dàng. Hoặc đây là lực đỡ nâng, vẫn là đẩy. Đây là lực đẩy của gió. Thế thì khi nói đến lực thì chúng ta cần biết thêm là lực trực tiếp và lực không trực tiếp. Ví dụ như là lực hút của nam châm lên vật bằng thép chẳng hạn. Thế thì không chạm vào vẫn có lực, đấy là lực không trực tiếp. Còn lực trực tiếp là tôi chạm vào có lực. Đó là những cái trường hợp nói về lực. Hầu hết những trong cuộc sống này động đến đâu cũng có lực. Đây là ép cho cái gói này nó bị nổ, hoặc là thầy Vinh ở
ở trên hình ảnh là thả một quả bóng tennis xuống mặt sàn. Như thế chúng ta đã trả lời được thế nào là lực. Từ đó sẽ có cái định hướng được cái việc học môn vật lý như thế nào cho nó hấp dẫn nhất. Và xin chào, hẹn gặp lại các em ở các video liên quan đến những cái thông tin lịch sử về nhà các bác học, về các nhà bác học, rồi là những cái kiến thức đấy nó đã ngọn nguồn dẫn dắt từ đâu trong công nghiệp hay là trong cuộc sống để đưa ra những khái niệm, và những cái đại lượng đó nó có ý nghĩa như thế nào trong việc nghiên cứu hay là trong cuộc sống sẽ được ra mắt ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở các video vật lý lý thú lần sau.